chiếc xe win. Anh em nghe rõ này, em công khai trước cộng mạng này anh em biết thế nào là uy tín này. Chiếc xe win biển 99G1 69862 này là bác trai đại gia Bắc Linh, bác nhờ em dọn và phục dựng. Sau đó bác ấy đổi lên con xe win mộc nhà em hơn 90 triệu. Và chiếc xe này bác bảo là thôi 5 triệu đấy chú cứ cầm uống nước. Thế mà không, em không mà lấy số tiền đấy mà em sẽ nhượng lại cho người nào mua chiếc xe này, mua chiếc xe sau này. Đấy. Đấy. Em mới phục dựng lên rồi thì em mới bảo bác thế thì bảo thôi đi. Đấy. Ok anh em nhá. Để anh em hiểu được vấn đề thêm nhà em, anh em hãy kết bạn Zalo với em qua số hotline 0778 24498 hoặc 0358 444 888. Em ship tận nhà anh em nhé. Nhấn mạnh em có quan điểm này. Em không cần biết anh em nghĩ thế nào, lừa đảo hay uy tín hay không, thì vẫn bằng cái gì biết, bằng hành động, bằng thực tế là em sẽ ship tận nhà anh em. Anh em đi thử kiểm tra xe, kiểm tra đồ đúng nhận tả mới trả tiền anh em nhá. Còn làm ăn trên mạng mình không uy tín ấy, tự mình giết mình anh em ạ. Còn nói thì ai có thể nói được, nhưng nói được phải làm được. Anh em nhấn mạnh nói được phải làm được. Thà đừng nói đỡ phải làm. Nhưng em rất là khổ anh em ạ. Em nói nhiều em phải làm nhiều. Trung Kim Ô Tô đã chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kim kênh mua bán và phục dựng huyền thoại Win 100. Một cái video hot trend luôn cho anh em là chiếc xe này này. Là một bác đại gia, bác ấy dọn nhà em hơn 40 triệu. Gọi là 40 triệu, 41 triệu là chính xác. Xong bác đổi đến con xe mộc 95 triệu nhưng mà nhân viên của em này lại vẫn trong danh sách dọn. Thế là dọn lên này, vừa lúc chiều nay dọn lên em xem. Cách đây tầm khoảng 30 phút ấy, em có đăng video nhanh 3 phút lên thì bác trai Bắc Linh bác chốt luôn. Chốt luôn. Vừa đăng lên bác chốt luôn. Thì hôm nay em vẫn quay lại chiếc xe này. Và em tiện chiếc xe này nữa là hai con gần nhau đây. Em sẽ quay hai con gần nhau để cho anh em thẩm hai chiếc xe tại sao đều mới như nhau. Anh em nhá. Tại sao đều mới như nhau mà một chiếc xe là 26 triệu và một chiếc xe lại là 41 triệu mà có chiếc xe cả trăm. Đấy thì đây. Em sẽ quay như này thì anh em sẽ dễ hình dung hơn. Đấy, chỉ sơ sơ hai con xe chênh nhau 10 triệu. Chênh nhau 10 triệu. Chính xác là chênh nhau 14 triệu nhá, chứ không phải 10 triệu đâu. Nhưng đây là do khách hàng của em cọc 5 triệu. Đấy, thì em lại nhượng lại cái cọc, anh em nghe rõ nhá. Em nhượng lại cái cọc này cho khách hàng của em khi mua chiếc xe này. Cũng như anh trai mà dọn con xe biển 15 nhà em ấy, đuôi 56 đấy, em chỉ tiện nói ý thôi, những biển Hải Phòng. Vừa bác điện cho em mà Kiên ơi, anh mới cọc xe chú đấy được mấy hôm đấy thì bây giờ nhà anh có gia đình có việc ấy thì chú cho anh xin lại cọc được không? Em bảo là em thừa sức cho bác xin lại cọc, em nói thật. Nhưng vấn đề là thợ em đây này, bác nhìn quay kia, anh quay kia. Quay nhanh rồi cái đoạn đang con ngoài cùng ấy, đấy. Đấy, đấy, đang rỡ đấy. Rồi quay đây tiếp anh ơi. Đấy, quay đây. Đấy thì nhân viên em đã rỡ hết tao nó làm. Thì bây giờ mà rỡ ra thì anh sẽ thiệt đúng không? Thì một là anh cứ nếu nhà có công có việc, anh cứ đặt đi, em vẫn làm, kể cả đến 5 6 tháng sau anh lấy cũng được. Thì đem đỡ phải làm gấp, anh không vừa mất tiền làm đêm. Thế hoặc là nếu cái 5 triệu cọc đấy thì em sẽ giữ nguyên tắc của em thôi, là em không giả lại như mọi người giả nữa, mà em sẽ cho luôn trực tiếp người mua xe. Ví dụ anh dọn 26 triệu mà xe sau mua em sẽ trừ 6 triệu, em chỉ muốn lấy 19 triệu thôi. Coi như cái tiền em cho khách hàng của em để đỡ bị mang tiếng là em ăn tiền. Đấy thì đây, cái việc đấy là chỉ việc nhỏ thôi nhá. Còn việc quan trọng đây này, anh em nhìn là hai chiếc xe này. Đây anh Quang đi em quay cho. Đấy, hai chiếc xe nhá. Đây. Hai chiếc xe là chiếc xe này là của bác trai Bắc Linh với chốt em xong này. Chiếc xe bác trai Linh Bình này. Thì tại sao hai chiếc xe mà đều mới như nhau anh em nhá. Đây. Nếu như anh nhìn bằng mắt thường nhanh ấy, thì đều mới như nhau, đúng không? Đều mới như nhau, anh em nhìn này. Nhưng mà tại sao lại một chiếc 26, một chiếc lại 36, 41 hoặc trăm mấy là chuyện bình thường. Đấy. Thì việc đầu tiên anh nhìn cái bình xăng này. Bình xăng zin này, anh nhìn này, con này nó khôn hơn không? Đúng nó khôn hơn không? Bình xăng zin khôn không? Đây bình xăng lô này, nó tròn xoe này. Đấy. Đúng không? Anh nhìn cái thụt này, thụt zin này. Thụt zin này, đấy nó khôn hơn không? Con ốc ở đây này, thụt zin này. Đây, còn thụt lô này. Đấy, còn tất cả máy móc như nhau hết. Thì riêng cái bình xăng này bác đã chọn bình xăng 5 triệu rồi. 26 cộng 5 31. Cái thủ trước 5 triệu là mấy 5 triệu nữa là bao nhiêu? Là 37 rồi. Đấy, mấy cái rẻ này anh nhìn cái rẻ này. Cái rẻ này, mấy rẻ này khác nhau chưa? Hai cái rẻ anh nhìn khác nhau chưa? Đúng không? Hai cái rẻ nhìn khác nhau anh em nhá. Đấy, bình xăng khác nhau. Hai cái yên anh em nhìn nó khác nhau chưa? Đấy. Cái bô anh nhìn nó khác nhau chưa? Hai cái bô nhìn khác nhau chưa? Đấy. Đấy nhá. Rồi cái vành bánh thì như nhau hết rồi, mới như nhau. Mấy anh em nhìn cái tay dắt này. Tay dắt zin này. Đây tay dắt lô này, chỗ này nó khuyết này, thấy chưa? Nó khuyết này. Đấy, còn tay dắt zin nó hàn đậy luôn này. Hàn đậy luôn này. Đấy, cái chắn xích zin với lô anh nhìn này. Chắn xích zin này anh nhìn này. Đấy, mấy chắn xích lô này. Đấy, nó khác nhau chưa? Đấy, còn tất cả như nhau. Tức là ý em muốn nói với anh khi anh em dọn xe nhà em. Cái việc đầu tiên là anh em dọn tầm nào, em sẽ dọn tầm đấy. Nhưng nhà em dọn tối thiểu là 20 triệu trở lên. Nếu anh em có xét xe ở cho em. Còn nếu anh em không có xét xe ở cho em thì nó này là 26 triệu là full trọn gói lên tay anh em. Là tiền ship thì anh em phải chịu. Đấy, nếu anh em đến đây
tận đây lấy tiền 26. Còn tiền ship thì tùy theo bao nhiêu cây số, anh em 100 cây số giá nó khác, 200 cây số khác. Nhiều anh em ở trong miền Nam mà em có ship tận miền Nam không thì em xin phép anh em là em có ship tận miền Nam. Nhưng anh em thích ship chuyên dụng, xe chuyên dụng hay là thích ship tận nhà? Lên ship tận nhà thì anh em có chịu được tiền ship hay không? Đúng không? Lên ship xe chuyên dụng nó có 500 nghìn đi miền Nam thôi. Nhưng lên ship tận nhà anh em nó cả chục triệu. Đúng không ạ? Cũng như câu chuyện lên ship Hà Nội nó đã cả triệu rồi, phải 800 một triệu rồi. Đấy. Như bác Linh này em tặng bác em lấy có 500 nghìn đấy, coi như tuyệt đường này em mua đấy. Và thông qua video này em nhấn mạnh nữa một người làm kính gửi đến bác trai là người ở Phú Thọ nhé. Bác trai ở Phú Thọ thì bác ấy có tuổi rồi nhưng mà bác ấy không uy tín. Còn không uy tín là cái gì thì chỉ có bác mới hiểu, mấy em hiểu được thôi. Chiều nay lịch trình của Trung Kiên này đi Phú Thọ mua chiếc xe Win Huyền Phạm 100. Em vẫn nhớ biển của nó là biển 98 nhưng đuôi 5599. Xe đấy không chính chủ, không có căn cước công dân vợ chồng nên rút hồ sơ rất khó, em có nói bác như thế. Và bác đòi em bao nhiêu thì hai bên thỏa thuận, em không trách. Nhưng bác ấy đồng ý là bán cho em rồi, đúng không? Thế em bảo bác gửi vị trí với cả số điện thoại, bác không gửi. Bác không gửi là cũng là việc của bác, đúng không? Đấy, nhưng em lại điện lại, bác ơi bác có gửi không để em biết đường em còn lên. Thì bác bảo là ừ cho anh một tí. Thế lúc sau em gọi lại cũng không thấy gửi. Em bảo là ui bây giờ anh thấy nó rẻ. Em bảo, hộ giá thì bác hô ra. Em là thỏa thuận hai bên bác ưng bên bán, chứ em bắt bác phải bán đâu. Mà bác nhiều giữ trẻ con ấy, anh em có hiểu cái cảm giác không? Tức là thả bác không bán đi là xong. Nhưng bác bảo bác bán, xong bác gửi vị trí, bác hẹn lên hẹn xuống. May là em chưa xuất phát chứ. Em mà xuất phát thì thành trẻ con luôn, em thành trẻ con luôn. Cũng như câu chuyện, ví dụ chiếc xe này em vừa lấy xong, em bảo em làm là 41 triệu, em bán có 36 triệu thôi. Em đồng ý rồi, khách chuyển tiền rồi. Nhưng em bảo không được, em không bán 36 nữa, em phải bán 41. Thế khác thì em nên lừa khách của em. Nên là nhiều khách, nhiều người lên mạng bảo em nọ em kia thì em xin phép anh em này này. Trước khi anh bình luận hãy suy nghĩ kỹ trước khi bình luận. Đấy, chứ còn anh em không bình luận thì chẳng ai bảo anh em là gì đâu. Em không nói nặng lời ra. Thế còn bác trai ở Vĩnh Phúc đấy thì em nói thật với bác ấy. Em là con người rất là thẳng thắn, kể em đi mua xe, khách mà nói sai em là em phải phản bác ngay. Còn khách đúng nhá, em sẵn sàng xin lỗi khách của em ngay. Đấy. Thế cho nên là anh em mua xe phục dựng xe anh nhớ này này. Làm ăn trên mạng nó là gì? Làm ăn trên mạng nó phải chữ tín đầu tiên. Đấy. Nhiều khi anh em bảo em là dọn con 26 triệu này là đắt, là cao toàn đồ lô, mua xe mới mà đi, mua xe mới là bao nhiêu ạ? Bác biết xe mới là bây giờ nó có mới đâu. Xe mới chỉ xe tàu thôi. Mà đã là xe tàu ấy, thì không nên so sánh với xe win. Xịn. Mãi mãi là tàu. Anh em nhá. Đấy em chỉ nói thôi, đã là xe tàu mãi mãi là tàu. Thế còn anh em cứ đi so sánh xe xịn với cả xe tàu so sánh làm gì? Khác gì anh em đi so sánh con Kia Morning với con Lexus chủ ấy. Con Kia Morning nó vẫn là ô tô 4 bánh mà con Lexus chủ nó là ô tô 4 bánh. Anh em không thể so sánh như thế được. Còn em không muốn tranh cãi ở đây. Mà em chỉ nói ví dụ qua lướt cho anh em hiểu thôi. Là gì? Là vấn đề là giá trị đồng tiền thôi. Giá trị đồng tiền anh em bỏ bao nhiêu, anh em sẽ nhận về giá trị sao bấy nhiêu và tiền nào thì của ấy. Thì lịch trình của em bây giờ đấy, em ship con này Linh Bình thôi. Em sẽ ship con xe Bắc Linh này trước, xong ngày mai vòng về em sẽ ship Linh Bình sau. Anh em nhé. Còn thông qua video này thì anh em biết được thế nào là zin là lô. Qua như thế. Còn những anh em nào mà chưa hiểu hết thì anh em có sẵn sàng có thể alo cho em. Em sẽ tư vấn cho anh em đàng hoàng. Đấy, còn đến với Trung Kiên thì em luôn công khai rõ ràng trên mạng chứ em không úp mở đâu anh em nhé. Mà chốt là chốt, kể cả hớ mồm em chốt. Em ship cho bác ấy từ đây Bắc Linh em lấy bác có 500 nghìn. Lấy có 500 nghìn vì sao anh biết không? Tại vì khi em bán chiếc xe Mộc Kiên nó có công rồi. Nên em chấp nhận cái xe này, tiền này em biếu lại bác cái tiền cọc đấy và em chỉ bán cái xe cho nó xong thôi. Nhưng mà anh em hiểu này này, em thừa sức lấy cái xe này bán cho những người đang cọc nhà em và đang chờ xe nhà em. Nhưng em sẽ không làm trò đấy vì mình làm ăn trên mạng nó phải rõ ràng. Và cái video này em đăng lên nhá thì bác trai Bắc Linh bác cũng sẽ phải thầm hiểu trong đầu là ok, thằng em Trung Kiên đấy uy tín đấy. Chứ nó không bao giờ nó lừa lọc mà nó ăn 5 triệu của mình. Mà 5 triệu này nó cho bác trai ở Bắc Linh luôn. Mà bác trai Bắc Linh này gần nhà Bắc Linh luôn. Bác này cũng ở Yên Phong luôn. Hai bác gần nhà nhau luôn đấy. Nhưng mà đoạn nào thì em không biết vì Bắc Linh nó rộng lắm anh em ạ. Chỉ biết là hai bác đều ở Yên Phong hết. Cái bác này thì ở thị trấn Chờ này, cái bác mà mua chiếc xe này ở thị trấn Chờ này. Còn bác mà dọn xe nhà em thì cũng chỉ biết ở Yên Phong thôi, không biết là ở chỗ nào. Đấy thì em đi theo định vị nên em không nhớ. Đấy. Có khi hai bác gặp nhau lại nhận ra biển của nhau ấy anh em nhỉ. Đấy như thế thì mới biết được Trung Kiên uy tín hay không. Đấy nhá, em công khai lên tất cả chiếc cộng mạng nhá. Chiếc xe Win, anh em nghe rõ này, em công khai chiếc cộng mạng này anh em biết thế nào uy tín này, chiếc xe Win biển 99G1 69862 này là bác trai đại gia Bắc Linh, bác nhờ em dọn và phục dựng. Sau đó bác ấy đổi lên con xe Win Mộc nhà em hơn 90 triệu. Và chiếc xe này bác bảo là thôi 5 triệu đấy chú cứ cầm uống nước. Thế bảo không, em không mà lấy số tiền đấy mà em sẽ nhượng lại cho người nào mua chiếc xe này, mua chiếc xe sau này. Đấy. Đấy. Em mới phục dựng lên rồi thì em mới bảo bác thế thì bảo thôi đi. Đấy. Ok anh em nhá. Để anh em hiểu được vấn đề thêm nhà em, anh em hãy kết bạn Zalo với em qua số hotline 0778 24498 hoặc 0358 444 858. Em ship tận nhà anh em nhé. Nhấn mạnh em có quan điểm này. Em không cần biết anh em nghĩ thế nào, lừa đảo hay uy tín hay không thì
thì vẫn bằng cái gì biết, bằng hành động, bằng thực tế là em sẽ ship tận nhà anh em. Anh em đi thử kiểm tra xe, kiểm tra đồ đúng nhận tả mới trả tiền anh em nhá. Còn làm ăn trên mạng mình không uy tín ấy, tự mình giết mình anh em ạ. Còn nói ấy, thì ai có thể nói được, nhưng nói được phải làm được anh em, nhấn mạnh nói được phải làm được, thà đừng nói đỡ phải làm. Nhưng em rất là khổ anh em ạ, em nói nhiều em phải làm nhiều đấy, thế thôi, đơn giản thế thôi anh em nhá. Bây giờ em xin phép cho hai chiếc xe lên thùng đấy, xong em ship chiếc xe Bắc Linh ở trước, xong là em vòng về em sẽ ship chiếc xe kia của bác trai ở Linh Bình đấy. Cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ Trung Kiên nhá. Em xin phép tạm dừng video và nhấn mạnh một lần nữa, anh em mua xe phục dựng xe thì alo cho em, số Zalo mới của em cũng là số hotline của em là 0778 24 48 hoặc 0354757789, hotline chính của em, và tất cả đều dùng song song. Anh em alo số này không được thì alo số khác, kết bạn Zalo cả ba số đấy. Nếu mà alo Zalo không được, alo Zalo khác là 0358 444 858, nhưng số đấy nó full bạn bè rồi thì anh em đừng kết bạn nữa, hãy kết bạn Zalo số 56789 hoặc số 448 anh em nhé. Ok nhá, hai con xe mới hệt như nhau nhưng hai số vận khác nhau mà lại hai đường ngược nhau, nhưng không vấn đề gì, em mới dắt lên cho anh đấy. Trung Kiên Mô Tô lại chào anh em nhé. Bây giờ bắt đầu Trung Kiên xuất phát. Hành trình của Trung Kiên là bây giờ là Trung Kiên đi Bắc Linh, thị trấn Trà Bắc Linh, để giao chiếc xe Win Huyền Thoại 100 mà vừa đăng video lên chưa được 3 phút ấy. Đúng chưa được 3 phút luôn là bác Trà Bắc Linh đã chốt rồi. Bác này làm bên hiệu kính, rất là hay, bác chốt rồi. Còn chiếc xe này là Trung Kiên giao Bắc Linh xong, Trung Kiên vòng về Linh Bình, Trung Kiên giao cho bác trai bên Linh Bình. Đấy, hai con xe mới hệt như nhau nhưng hai số vận khác nhau mà lại hai đường ngược nhau, nhưng không vấn đề gì, em mới dắt lên cho anh. Đấy, nào dắt lên đây. Đấy nhá, em cho chiếc này đi này, giao Bắc Linh trước, còn bác trai Linh Bình này thì có thể là sáng mai em giao, hoặc là em giao trong đêm luôn bác trai Linh Bình nhá. Đi. Đấy, hành trình của hai anh em đi, giao hai con. Tăng cái phanh lên tí cho anh này, tăng phanh lên, tăng nhanh này, tăng nhanh cái phanh lên này. Đấy, phải để ý cái phanh này. Ok, tay ra này. Ok, rồi, đi. Đấy, một thằng gỡ thang. Anh cho này lên trước. Ok anh em nhé, cho này lên trước này. Làm vòng cho lên này. Đấy, cho này lên đi. Lại xuyên đêm anh em nhá. Hành trình xuyên đêm bắt đầu. Đó không? Mà nghe các qua nói rồi được. Qua nói là muốn thành công là không thể có sự lông nhông của đàn bà đấy à. Nói đúng đấy. Đấy, xong một chiếc nhá. Tiếp tục đến chiếc này. Tất cả quan điểm anh em nhà em đi đâu làm gì em có video công khai nhá. Đấy, cho nên anh em muốn nói gì cũng được. Quan trọng mình làm được là được anh em ạ. Còn lên mạng xã hội này nó có nhiều ý kiến trái chiều lắm. Nhiều anh em bảo con xe này toàn đồ tàu. Toàn đồ tàu anh em ạ. Thì em xin phép anh em này này. Đồ tàu thì nó có ra đấy. Đấy, sao anh em không chê, sao anh em không khen đi. Ủa sao con xe rẻ thế đi, đúng không? Đấy. Đồ tàu mà nhiều người đặt nhà em đến 80 xe anh em ạ. 80 xe không thời gian mà làm ấy. Em thừa sức lấy con xe 36 triệu này em bán với giá. Em bán với giá 41 luôn đấy. Nhưng mình làm như thế thì có thể nhiều người không hiểu, những bác trai ở Bắc Linh mới sẽ hiểu. Bác bảo là mày ăn 5 triệu của tao, mày không phải làm trò đấy. Em cứ đăng công khai lên trong vòng 3 ngày. 3 ngày nếu không ai chốt ấy thì là em sẽ bán lại cái giá đấy. Nhưng ok anh em ơi. Anh chụp em cái ảnh mới quay cái biển số á, anh quay. Quay đi. 24K4. Anh em nhá. 6935 99G1 69862 Linh Bình và Bắc Linh. Đấy. Chào tất cả anh em.